Yo, xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel Talk Corner. Các bạn nhìn thấy dòng chữ trên chiếc hộp này có quen không? Vâng, đó chính là dòng chữ của dòng đồ chơi Bandai Kids game Battle Cast. Nhưng khác với video lần trước mình làm thì ở đây chính là phần 2 của dòng sản phẩm này về những em mèo có trong hộp lần trước. Và bây giờ chúng ta hãy cùng unbox cái hộp màu xanh lá này ra để xem những em mèo có trong hộp lần này là những em nào nhé. À, mình sẽ mở hộp ra. Trong hộp này chúng ta có 15 em mèo tất cả với 14 mẫu khác nhau. Ở cả 15 em đều sẽ nằm trong một chiếc hộp nhỏ y chang như nhau như vậy. Ở đây là danh sách tổng 14 em mèo chúng ta có thể mua được trong hộp. Vậy là trong 15 hộp này sẽ trùng một em nhé. Con này bị trùng. Cái đặc biệt màu bạc. Rồi.
thì là bài review về dòng Vanakis game Battlecast Nico Dacenso phần 2 đến đây là kết thúc. Nếu bạn cảm thấy video này hay thì hãy like và sau đó subscribe channel Talker này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.